Từ định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, rơi vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập trở lại, diệt tưởng thọ định. Từ định diệt tưởng thọ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Từ định phi tưởng, phi phi tưởng xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô sở hữu xứ. Từ định vô sở hữu xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định vô sở hữu xứ. Từ định vô sở hữu xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định thức vô biên xứ. Từ định thức vô biên xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào định không vô biên xứ. Từ định không vô biên xứ trụ vào bất định tâm, từ bất định tâm nhập vào tứ thiền, từ tứ thiền trụ vào bất định tâm. Từ bất định tâm nhập vào tam thiền, từ tam thiền trụ vào bất định tâm. Từ bất định tâm nhập vào nhị thiền, từ nhị thiền trụ vào bất định tâm. Từ bất định tâm nhập vào sơ thiền, từ sơ thiền trụ vào bất định tâm. Đó là định siêu việt của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào an trụ vào định siêu việt này thì chứng đắc thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Vị ấy lại đem căn lành tích tụ được dùng vô sở đắc làm phương tiện cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc hồi hướng không có hai ý nghĩ là ai hồi hướng và hồi hướng cho ai. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng cả Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 459.